Chào các bạn quay trở lại kênh Handmade VN. Mình chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và an lành. Video này chia sẻ tới bạn hai phương pháp tự nhiên giúp bạn điều trị chứng đau dạ dày, viêm loét đại tràng, viêm ruột rất hiệu quả. Đau dạ dày chính là tình trạng dạ dày bị tổn thương, chủ yếu là do bị viêm loét. Những ai đang bị đau dạ dày sẽ thường cảm thấy đau âm ỉ, khó chịu vô cùng. Và khi bạn ăn quá no hoặc quá đói đều có thể bị đau. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đau dạ dày, hay gặp nhất đó chính là do vi khuẩn HP hoặc là do sử dụng các loại thuốc chống viêm như là nonsteroid, dùng aspirin, do viêm cấp tính, niêm mạc dạ dày tá tràng hay các khối u ác tính tại thực quản dạ dày, chứng khó tiêu, thói quen ăn uống thiếu khoa học. Các bạn hãy theo dõi video này từ đầu đến cuối và cùng mình kiên trì để đạt được kết quả như mong muốn. Có rất nhiều thông tin hữu ích về sức khỏe sẽ chia sẻ tới bạn. Và bây giờ chúng ta cùng thực hiện. Nguyên liệu ngày hôm nay mình sẽ sử dụng đó chính là rau mùi tàu. Bạn có thể sử dụng cả phần rễ và phần hoa của cây mùi tàu giống như mình nếu như các bạn trồng được. Còn nếu không thì các bạn có thể sử dụng phần lá của nó mua ở ngoài chợ hoặc là siêu thị có bán rất nhiều. Theo y học cổ truyền thì mùi tàu có tác dụng tiện kỳ, sơ phong, thanh nhiệt, hành khí, tiêu thũng, giảm đau, thông khí, giải nhiệt, giải độc, kích thích khả năng tiêu hóa, khử mùi hôi. Mùi tàu thì thành phần chủ yếu của nó chính là tinh dầu, đồng thời nó có một số loại vitamin và khoáng chất như là vitamin A, vitamin B1, B2, các chất khoáng như là canxi, phosphor đều là những loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể, có tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch. Đặc biệt thành phần trong mùi tàu đó chính là tinh dầu. Đặc biệt trong mùi tàu có chứa một lượng lớn vitamin A, có tác động trực tiếp đến tế bào bạch cầu, từ đó tăng hiệu quả bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại. Bạn sẽ rửa sạch phần mùi tàu này đi nhé. Thành phần chính của mùi tàu đó chính là tinh dầu mình muốn nhắc tới. Nó có đặc tính kháng sưng, viêm, hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày và sưng viêm đường ruột. Với hàm lượng các chất chống oxy hóa là flavonoid như là arginine, niacin, giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư. Mùi tàu rất giàu acid folic và vitamin B, nó giúp ổn định sức khỏe. Đồng thời thì acid folic còn có tác dụng ngăn ngừa dị tật bẩm sinh ở thai nhi. Phần lá của mùi tàu này mình sẽ để riêng, còn phần gốc và phần hoa mình sẽ để làm trà. Phần lá của mùi tàu các bạn hãy cắt thành những đoạn nhỏ. Theo các chuyên gia y tế thì hầu hết những người bị đau dạ dày sẽ xuất hiện các dấu hiệu điển hình kèm theo như sau: đau bụng ở vùng thượng vị, ợ chua, ợ nóng, ợ hơi, đầy bụng, khó tiêu, đại tiện ra máu, buồn nôn hoặc nôn mửa. Các bạn hãy kiểm tra xem mình có những dấu hiệu như vậy không nhé. Công thức này sẽ cần sử dụng 20g lá mùi tàu, 20g. Bạn cho toàn bộ phần lá này vào máy xay. Và thêm vào đó là 200ml nước. Bật máy và xay thật nhuyễn. Thức uống này sẽ cung cấp đầy đủ vitamin và khoáng chất cũng như hàm lượng tinh dầu rất dồi dào. Nó là một cách rất đơn giản giúp bạn chữa lành những tổn thương, viêm loét và sưng đau ở dạ dày, đại tràng hay đường ruột. Đồng thời nó cũng rất hữu ích với những ai đang mắc các chứng bệnh như là hỗ trợ chữa đầy hơi, giảm khó tiêu, hỗ trợ điều trị một số bệnh da liễu như là mụn nhọt, mẩn ngứa hay là nám, kích thích sự bài tiết của thận, đồng thời hạ nồng độ cholesterol trong máu, điều trị ho, có đờm, cảm mạo, cúm và sốt nhẹ, hỗ trợ làm giảm các cảm giác nóng rát như là đau ở mắt, hỗ trợ việc trao đổi chất trong cơ thể. Sau khi xay xong như thế này thì các bạn hãy cho vào một cái rây lọc để lọc bỏ phần bã. Nếu như đã uống quen rồi thì các bạn có thể uống nguyên cả phần bã cũng được. Nó bổ sung chất xơ rất hữu ích cho cơ thể. Và đây là toàn bộ phần nước mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Công thức tiếp theo mình sẽ chia sẻ tới bạn ngay bây giờ sẽ giúp bạn thanh lọc cơ thể và đào thải các độc tố trong cơ thể rất hiệu quả. Bạn cho toàn bộ phần gốc và phần hoa của lá mùi tàu vào nồi như thế này. Và bây giờ hãy chuẩn bị thêm một miếng gừng. Mình sẽ cần 7g gừng cho công thức này. Các bạn cạo riêng phần vỏ gừng ra nhé.
Gừng có đặc tính chống co thắt do gừng có chứa từ hơn 60 hóa chất thực vật và hơn 30 axit amin, hơn 500 enzym và coenzyme cùng hoạt động làm xoa dịu các phản ứng ở trong dạ dày. Nó giúp cho dạ dày của bạn được dễ chịu và thảnh thơi hơn. Không những vậy, gừng còn là một thực phẩm giúp bạn giảm căng thẳng, tái tạo DNA, tăng cường khả năng sản xuất vitamin B12 cho cơ thể. Bạn sẽ sử dụng một cái nạo và nạo phần gừng này ra nhé. Bạn biết không, trong những năm gần đây thì số lượng người mắc bệnh đau dạ dày càng có chiều hướng gia tăng và đau dạ dày sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Và đây là toàn bộ phần gừng mình có. Mình sẽ cho toàn bộ phần gừng này vào nồi, thêm vào đó là 1 lít nước. Bây giờ các bạn hãy bật bếp và đun trong khoảng thời gian 15 phút tính từ lúc nước sôi. Rau mùi tàu không chỉ được sử dụng để làm rau gia vị trong bữa ăn hàng ngày mà nó còn được sử dụng làm vị thuốc trong việc điều trị nhiều bệnh. Rau mùi tàu thì bạn có thể sử dụng được cả ở dạng tươi và dạng khô, nên nếu như không có thì các bạn có thể mua khô về sử dụng dần đều được. Bên cạnh các tác dụng hữu ích trong việc điều trị bệnh đau dạ dày, đại tràng, viêm đường ruột thì nó còn được sử dụng trong điều trị chứng hôi miệng, trị nám da, rối loạn tiêu hóa, trị mụn, mẩn đỏ ở trẻ em, mụn bọc, mụn trứng cá. Với những ai đang bị mụn bọc hay là mụn ẩn thì các bạn chỉ cần dã nhuyễn phần mùi tàu như thế này, sau đó đắp lên phần mụn trong thời gian 30 phút. Sau khi phần trà mình đã nấu được 15 phút, bây giờ mình sẽ lọc riêng phần nước. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nhé. Nước mùi tàu tươi như thế này các bạn có thể uống 1 ly vào buổi sáng khi vừa mới thức dậy, sử dụng liên tục trong 7 ngày, nghỉ 3 ngày và áp dụng cho đến khi tình trạng đau nhức dạ dày của bạn đỡ hẳn. Trà mùi tàu được sử dụng thay cho nước lọc hàng ngày. Thức uống này có mùi rất dễ chịu, nhẹ nhàng và nó phù hợp với hầu hết mọi người, trừ những ai đang bị hen phế quản hoặc bị viêm phổi mãn tính. Nếu bạn còn bất cứ thắc mắc gì về cách làm và cách sử dụng, hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận. Rất vui khi được giải đáp các thắc mắc đó của bạn. Mến chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Nếu bạn thấy video này hữu ích với bạn và gia đình, hãy bấm vào nút like và nút đăng ký để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Bấm vào quả chuông để nhận thông báo về video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.